Rồi, mà chúng ta học xong một cái vẫn tiếp tục những cái bài về hôm trước là chúng ta học về các chức năng vẽ, một cái phần rất rất là quan trọng của SCAD. Thì đối với học sinh tiểu học thì có lẽ là đa phần những cái bài tập hay là đều là xuất phát là vẽ, nhưng mà thật ra là vẽ nó có nhiều kỹ năng rất là mạnh, nhưng mà đối với học sinh tiểu học thì nó ít hơn, không không vẽ không vẽ không vẽ những cái hình khó, quá khó. Nhưng mà lên cấp 2 hoặc hơn nữa thì có thể vẽ những cái hình rất là phức tạp. Đó, thì đó là hôm trước nhé. Hôm nay tôi sẽ nói sau một cái thêm một công cụ nữa, một cái phần nữa mà theo tôi làm rất quan trọng. Tức là chúng ta sẽ học sang một cái chức năng là nôm na là chức năng là nó là chức năng là tạo chương trình con hay là tạo thủ tục ở trong Scratch. Như vậy là Scratch là cái ngôn ngữ lập trình, nó cũng giống như là ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Chúng ta được quyền làm tạo ra những cái chương trình con, hay là ở trong cái ngôn ngữ lập trình bậc cao thì người ta gọi là tạo ra hàm chương trình con đấy. Nhưng ở trong Scratch thì nó không có khái niệm hàm hàm từ định nghĩa, nhưng mà chương trình con thì có. Nhá. Tức là chúng ta hiểu là mỗi một cái lệnh này, mỗi một cái lệnh này, thì đây là những cái lệnh kéo thả của Scratch. Thì mỗi lệnh này thì ở trong tiếng Anh nó gọi là một cái block, một cái block, một cái lệnh. Thì tất cả những lệnh mà chúng ta học trước này là lệnh có sẵn ở trong phần mềm. Đây là những lệnh có sẵn ở trong chương trình, đúng không? Chúng ta không tạo ra riêng được, không không tạo lấy được những chương trình này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái lệnh là cho phép là người dùng là tạo ra những cái lệnh của riêng mình. Thì mỗi cái lệnh như này mà chúng ta tạo ra ấy, thì chúng ta hiểu đó chính là một cái chương trình con chưa. Thì như vậy tôi mình tôi mô tả lại một chút về cái ý nghĩa của cái khái niệm chương trình con nhé, hay là thủ tục. Hôm nay là bài 11 đấy, là chương trình con hay là cũng tên nữa là thủ tục ở trong Scratch. Thế đây là một cái phần rất là hay, mà tương đối khó nhưng mà rất là hay. Tức là gì? Tức là chúng ta là cái gì, là cho phép người dùng tạo ra những cái lệnh của riêng mình. Tức là nôm na là cho phép trong chương trình ấy, cho phép người sử dụng, là người lập trình ấy, cho phép người dùng là tạo ra các lệnh riêng của mình. Thì một lệnh riêng này nó sẽ gọi là thủ tục được, chúng ta gọi là thủ tục, hay gọi là chương trình con cũng được, hay gọi là cái chương trình con, hay là cái lệnh, hay là tạo ra các lệnh riêng của chúng ta, lệnh riêng đấy. Thì gọi thế nào cũng được đó nhé. Thì như vậy là cái người lập trình được phép tạo ra những cái chương trình con hay là các thủ tục. Thì ý nghĩa là như nào? Ý nghĩa là như sau. Cái ý nghĩa của thủ tục là như sau. Ý nghĩa của thủ tục này là như thế này. Tức là cho phép chúng ta là tạo ra một lần thôi và dùng nhiều lần. Được chưa? Tức là tạo ra một lệnh, tạo ra một cái lệnh, tạo ra các cái lệnh mà được sử dụng nhiều lần. Ý nghĩa của nó là như vậy nhé. Được sử dụng nhiều lần. Nhiều lần. Thì nó giúp cho cái việc là viết chương trình nó sẽ ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, hay là trong cái ngôn ngữ của những người mà làm qua máy tính ấy, thì nó gọi là viết chương trình là có cấu trúc. Thì nó tạo ra cái chương trình là có cấu trúc. Thì như vậy hôm nay chúng ta học cái lệnh đó, cái thao tác là tạo ra một cái lệnh con. Thì mỗi lệnh con như vậy, mỗi lệnh của riêng mình như vậy, nó phải làm một cái chức năng gì đó mà dùng nhiều lần ở trong chương trình, đúng không ạ? Chứ nếu mà dùng một lần thì chả bỏ, dùng nhiều lần. Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Đây, ví dụ tôi vẽ con mèo này. Bây giờ tôi cho rằng nó vẽ các cái hình tròn thì trước hôm trước tôi đã học rồi. Thì tại một điểm ở đây nhé, tôi vẽ mình tròn thì trước chúng ta đã học cái lệnh mà ta vẽ tròn là như sau nhé. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Đây, bây giờ tôi
Vẽ tròn là như sau này. Tại vị trí đang ở đây nhé, mà hướng ra bên phải đó. Bây giờ tôi lại nhớ lại một chút. Tôi lấy ví dụ là cái lệnh, ví dụ này, cái thao tác vẽ hình tròn, cái thao tác vẽ hình tròn, vẽ một hình tròn nhỏ ở trên màn hình tròn nhỏ nhé. Đây là vị trí hiện thời, đây là hướng hiện thời, đây là cái chỗ này là vị trí nhé, vị trí của nhân vật nhé, đây là hướng của nó này. Thì chúng ta sẽ tạo ra hình tròn như thế này. Thì chúng ta học cái lệnh này, đấy, hình tròn nó nhỏ. Chúng ta chưa cần biết là nó làm to nhỏ nha, chúng ta sẽ làm cái lệnh như thế. Hôm trước chúng ta học rồi, thì lệnh nó như sau này. Chúng ta hôm nay chúng ta vẽ một cái hình đa giác đều nhưng mà với cái số lượng đỉnh là cạnh là đủ lớn, như là 20 cạnh, 30 cạnh thì nó tạo ra là hình tròn, thành là hình tròn ngay. Đây tôi làm nhé. Ở chỗ này nhé, tôi sẽ làm như sau. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một cái vòng lặp. Đây, cái vòng lặp độ khoảng thực ra là 30 cũng đủ, 40 nữa. Tôi làm bản 60 đi cho nó. Được chưa? 60 nhé. Sau đó thì tại vị trí này cho con mèo, cho nhân vật chúng ta sẽ đi về phía trước một đoạn ngắn thôi. Ví dụ là 5 chẳng hạn. 5. Sau đó là quay trái, cho như lại lệnh quay trái. Quay trái một góc bằng đúng là 360 chia cho cái số này. Để 60 nhé. Thì số này sẽ là góc này sẽ là 360 chia 60 sẽ là 6 độ. Số này là phải là bằng 360 chia cái số số này. Đó. Thì đây là một cái lệnh xuất phát từ vị trí hiện thời và nó đi một cái vòng tròn, vẽ một cái vòng tròn nhỏ. Tất nhiên tôi làm như sau, bây giờ tôi làm để vẽ được hình tròn, tôi sẽ phải để vẽ được chúng ta phải đưa vào đây cái nhóm lệnh là pen nhé. Và ở đây chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có lệnh là pen down, ở dưới này là pen up. Đó. Thì đây chính là cái nhóm lệnh mô tả là bắt đầu tại vị trí hiện thời, bắt đầu hướng hiện thời và vẽ hình tròn nhỏ. Tôi lấy ví thử ví dụ như bấm lên này, đấy, thấy không nào? Đây mình chúng ta kéo ra ngoài nhé, đây hình tròn nhỏ. Đấy. Chúng ta muốn cho nhỏ hơn nữa, chúng ta để move này là 3, nó sẽ nhỏ hơn một tí. Tôi xóa, tôi bấm lên tôi xóa này, đấy, thấy không nào? Mình hơn một chút, đó. Tùy cho là chọn thôi nhé. Rồi, thì như vậy là cái đây là đoạn chương trình mà dùng rất nhiều lần ở trong chương trình của chúng ta. Chương trình là vẽ hình tròn đấy, vẽ hình tròn, thấy không nào? Ra đây là vẽ hình tròn nữa này, đấy. Thế như vậy cái thao tác vẽ tròn là được dùng dùng đi dùng lại nhiều lần trong chương trình. Sau đó tôi sẽ tạo ra biến cái này thành một cái lệnh vẽ hình tròn. Thì như vậy tôi tạo ra một cái thủ tục riêng của tôi, thủ tục mà trong chương trình đặt tên tên là vẽ hình tròn. Thì làm như sau nhé, chúng ta vào cái nhóm lệnh là my block đấy, chúng ta đây chính là cái lệnh mà cái nhóm lệnh cho phép chúng ta là tạo ra các cái thủ tục hay chương trình con của riêng mình, và nó chỉ có ý nghĩa trong chương trình này thôi, không, nó không có nghĩa ở trong chương trình khác. Thì đây chính là cái lệnh mà tạo ra cái chương trình con này. Chúng ta bấm vào đây nhé. Đấy, thì nó sẽ tạo ra, đây có my block là những cái lệnh của tôi. Cái chữ block là chữ mỗi lệnh là nhớ lại mỗi lệnh là một block nhé. Thì đây lệnh make a block là cái lệnh là dùng để định nghĩa một cái chương trình con. Làm thử nhé, bấm vào đây. Đây nó ra cái hình này. Hình này là nó chính là cái bản hình này để chúng ta khai báo cái thủ tục con đó. Thì trước giờ nhất là nó chỉ tạo tạo cái tên thôi. Để tôi gọi, tôi bấm tôi gọi như tôi gọi, tôi viết là vẽ hình tròn đây. Vẽ hình tròn. Như vậy mình làm, chúng ta học cái dạng thái lệnh mà đơn giản nhất là có đúng một lệnh như vậy thôi. Có thể vẽ được, có thể viết bằng tiếng Việt nhé. Đấy, vẽ hình tròn, bấm OK. Đấy. Thì như vậy là máy sẽ tạo ra một cái như thế này. Cái chỗ này là định nghĩa cái lệnh vẽ hình tròn. Và các bạn thấy ở bên trái ở đây là xuất hiện cái chỗ là my block, xuất hiện một cái lệnh có tên là vẽ hình tròn. Đấy, như vậy là cái lệnh này, đây là một cái lệnh đúng không? Đây là cái lệnh mà nó là một cái lệnh tương đương với các nhóm lệnh khác, tương đương như là cái lệnh ở trong nhóm này, trong mỗi nhóm này và trong nhóm my block này, là chúng ta có thể tạo ra một cái lệnh này. Như vậy là cái chương trình con nó chính là một cái lệnh thôi,
một cái block mà chúng ta tạo ra và chúng ta có thể dùng nó thoải mái, dùng nó nhiều lần như là một lệnh, như là một lệnh kéo thả khác, được chưa? Rồi thì bây giờ đây là cái, đây chính là khi chúng ta bấm vào cái lệnh là tạo thì máy sẽ tạo ra, máy sẽ tạo ra một cái, cái chỗ này chúng ta định nghĩa cái vẽ hình tròn đó. Đó, có lệnh là define vẽ hình tròn. Bây giờ chúng ta đây là chúng ta đưa cái này vào đây. Đó, thì khi ta đưa vào đây thì cái chỗ này của chúng ta nó chính là định nghĩa xong. Chỗ này là định nghĩa xong cái thủ tục là vẽ hình tròn. Được chưa? Đó. Bây giờ tôi sẽ vẽ, tôi như vậy là tôi đây, từ đây nhé. Bây giờ tôi chuyển phần mềm ra đây, đúng đây này, vẽ hình tròn. Đấy, thấy không nào? Như vậy là đây là một lệnh. Khi chúng ta chạy nó thì nó tương với là cái nhóm nhóm nó lệnh này. Vấn đề có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Đó. Thì như vậy đây chính là cái khái niệm là thủ tục ở trong Scratch, nó rất là hay. Bây giờ chúng ta làm thử nhé. Đây, thì bây giờ tôi sẽ vẽ như sau, bây giờ con mèo tôi ẩn đi. Bây giờ tôi lập trình cho mèo nhé, tôi lập trình cho mèo đây, lập trình cho mèo tôi vào đây và bắt đầu tôi sẽ như sau. Đầu tiên tôi sẽ vào cái lệnh pen và tôi vào cái lệnh là xóa tất cả như này, bắt đầu là xóa tất cả đi cho nó khỏi bẩn bẩn màn hình này. Sau đó tôi sẽ đầu tiên là pen up lên này, đó. Được chưa? Sau đó làm là tôi sẽ bắt đầu bài tập như sau. Bài tập là chúng là bài tập cho tôi ẩn đi. Lệnh lux và ẩn đi cho nó phải ẩn đi nhé. Dùng lệnh là hai ẩn đi. Đấy. Ẩn đi là tôi chạy tôi thử như ẩn đi này. Rồi, bây giờ làm như sau nhé. Bây giờ ở đây này. Ở đây tôi sẽ tạo ra một cái hình như này. Thì tôi là ví dụ bài tập nhé. Mà tôi tạo ra hình như này. Ví dụ tôi tạo ra hình như này. Vị trí ở đây tôi sẽ vẽ hình, tôi sẽ vẽ lên như này, rồi vẽ hình, hình tròn như đây, tôi sẽ vẽ hình sẽ ngang như này, vẽ hình tròn, vẽ hình ngang, hình tròn. Vẽ vẽ một cái hình như một cái bông hoa, một cái bông hoa, một cái lá cây, đây là cái gọi là đây là hoa được, đây là lá được, tròn như này như đấy. Bây giờ chúng ta vẽ hình như thế này. Và đây là vị trí ở phía dưới. Mà chúng ta sẽ phải một là chúng ta vẽ đường thẳng lên. Tới đây chúng ta vẽ một hình tròn. Chúng ta sử dụng cái lệnh vẽ hình tròn ta vừa tạo, xong chúng ta lại lùi về đây, chúng ta đi sang đây và vẽ một lệnh hình tròn, vẽ một lệnh hình tròn thứ hai, chúng ta lùi về đây, chúng ta đi sang đây, chúng ta là vẽ hình tròn nữa. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra hình cây như thế nhé. Trong trong hình cây này, nếu bình thường chúng ta vẽ, chúng ta phải vẽ cái hình tròn này là ba lần, một lần này nhá, hai lần này và ba lần, là như vậy nó mất thời gian quá, nó mất công, chúng ta chỉ tạo ra một cái thủ tục con tên là một cái lệnh tên là vẽ hình tròn và chúng ta sẽ dùng nó làm 3 lần. Giờ chúng ta làm thử nhé. Đây. Đầu tiên tôi cho nó chạy về đây nhé. Ở đây ở chỗ này này. Chạy về đây nhé. Tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ cho con mèo nó cho con bút của chúng ta sẽ di chuyển về cái vị trí ở phía dưới này. Tức là x thì bằng 0 chính giữa nhá. Và y bằng y ví dụ như bằng trừ y bằng trừ 100 chẳng hạn, thì nó còn được khoảng dưới đây này. Rồi sau đó tôi bắt đầu vẽ nhé, như sau này, các bạn nhìn quan sát tôi làm nhé. Đầu tiên tôi vẽ cái đường thẳng lên thì tôi làm như sau, tôi sẽ làm như sau nhé. Tôi vẽ thẳng lên này, xong vẽ hình tròn, tôi vẽ một hình tròn trước nhé. Tới đây thì tất cả vẫn là làm đây vẫn là pen up nhé. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ này, tôi sẽ làm như sau, các bạn nhìn quan sát tôi nhé. Đầu tiên là tôi hạ bút là bắt đầu vẽ cái đường lên đó. Sau đó tôi cho cái con vật là xoay lên trên, xoay lên trên, tôi dùng cái lệnh là point và tôi xoay lên trên. Đấy, xoay lên trên. Chỗ này là hạ bút rồi, tôi sẽ move lên trên. Tôi sẽ múc lên trên này đi là bắt đầu vẽ đấy, bắt đầu vẽ đấy, vẽ một cái đoạn khoảng 100 150 như thế nhé. Đấy thì tới chỗ này là tôi vẽ một thẳng lên như thế này. Bây giờ tôi muốn vẽ đường tròn này, tôi sẽ phải xoay ngang ra tôi mới vẽ được. Tôi sẽ xoay ngang nó ra thì như sau. Tới đây rồi tôi sẽ xoay bên phải 90 độ, xoay bên phải 90 độ. Chúng ta nhớ lại một chút thì vì sao lại quay bên phải 90 độ là vì như này. Đây, tôi bắt đầu từ ở đây nhé, từ ở đây này. Hướng lên trên thì tôi lên trên 150 bước này, xong tôi quay sang phải. Đây nhé,
vẽ lại, tôi vẽ như này nhé, xong tôi xoay sang phải, xong tôi mới vẽ hình tròn như này. Đấy. Vậy nhá, rồi xong rồi tôi mới xoay sang phải lần nữa, tôi mới lùi về. Đấy, làm như sau nhé, đây. Đấy nhé. Đây là xoay lên trên này, đi về lên phía, đi lên phía trên là 150 bước này, xoay sang phải, xoay sang phải xong thì vẽ hình tròn. Đây, tôi vẽ hình tròn, đây, tôi vẽ hình tròn như vậy. Dùng lại cái lệnh này, thấy không nào? Đáng lẽ là phải đưa cả cái này vào đây này, à, nhưng mà tôi không cần làm vậy, vì đây là định nghĩa rồi, tôi chỉ việc lùng này này thôi. Đấy, vẽ hình tròn xong rồi thì tôi sẽ phải tôi sẽ phải làm sao, tôi sẽ phải là xoay sang bên xoay sang bên phải 90 độ nữa để lùi về. Tôi sẽ xoay sang bên phải 90 độ nữa để cho nó lên nhé. Xoay sang bên phải, xoay sang bên phải 90 độ đấy. Và sau tôi đi lùi về 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 vị trí này, thật ra là đi lùi về nhé. Hoặc là dùng lệnh là múc lùi cũng được, hoặc dùng lệnh này cũng được, tùy do lựa chọn nhé. Họ sẽ làm lệnh này, tôi lại đi, tôi lại quay về, đi về cái chỗ cũ của nó là không, chỗ này là trừ 100. Đấy. Đấy, xong rồi nhé, em biết là tôi thử dọn xem này. Đấy, thật ra về đây rồi đấy nhé. Thế bây giờ tôi làm tiếp này. Ở đây thậm chí đây tôi ở đây tôi có thể bỏ cái này đi cho nó khỏi đỡ về, tôi bỏ cái này đi cũng được, tôi bỏ cái này đi là coi là vẽ cho là vẽ luôn, cái việc điều khiển bút tôi để bên ngoài nhé. Rồi thì ở đây là cái đoạn mà tôi vẽ hình này, bây giờ tôi sẽ quay sang bên trái, đây là hướng lên trên mà, tôi xoay sang bên bên trái là 45 độ, tôi xoay sang trái là tôi sang phải là 45 độ, tôi bỏ đi tiếp nhé, 45 độ. Đấy. Sau đó thì là tôi sẽ đi tiếp như thế này này, dùng lệnh này này, đi đi, đi tiếp này, dùng lệnh này là múc này. Đấy. Và tôi sẽ múc về phía trước, múc về phía trước là 120 thôi, nhỏ một tí. Đấy. Sau đó là lặp lại cái lệnh này, lặp lại cái lệnh ở chỗ này này. Đấy. Đấy, tôi có thể copy cái đoạn này đây nhé, đây cái lệnh này này, cái chỗ này là tôi copy cái chỗ này ra đây và đi xuống đây. Đấy. Như vậy tới đây là đi sang phải này, xong đây đi 45 độ đi lên này, 120 đi lên, xong lại xoay sang phải 90 độ, xong lại vẽ hình tròn thứ hai này, xong quay sang phải 90 độ, xong lại đi ngược trở lại, đi về tôi dùng lệnh là go to này, hoặc là dùng cái lệnh này cũng được, đi lùi về, hoặc là dùng lệnh go to như này, hoặc là dùng lệnh là move, nhưng không phải là mà move là trừ 120, lệnh này là đi đi lên này, này đi lùi xuống này đó. Tôi vẽ thử cho anh nhé, cho anh xem này. Đấy. Đấy, thấy không nào, đấy, được hai cái rồi. Bây giờ tôi sẽ em đang quay đây, tôi sang quay sang bên này nữa mà tôi làm tiếp lần nữa nhé. Quay sang bên này tôi sẽ quay sang là 90 độ, tôi sẽ quay sang trái, turn left 90 độ để cho nó quay sang phía bên này. Đấy. Và sau đó tôi lại đi tiếp giống như lúc nãy, tôi làm cái lệnh là move đây, để move này, move này về phía trước 120, xoay bên phải 90 độ, vẽ hình tròn xong quay bên trái 90 độ thì nó trả lại như cũ. Và như vậy tôi vẽ xong rồi. Ở đây tôi có thể đi sau đi, đi lùi về tôi dùng cái lệnh là move trừ 120, nó sẽ đi lùi về chỗ cũ. Move trừ 120. Khi kết thúc là nó sẽ về lại vị trí ban đầu. Đấy. Hơi dài một tí nhé. Nhưng mà nó giảm mất, tôi có cái hình tròn là nó giảm mất rồi. Tôi vẽ lại từ đầu này. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy là tôi vừa ghi, đây là cái bài mà tôi thật ra có thể vẽ hình này từ đầu, nhưng mà vì tôi muốn sử dụng lại cái đoạn vẽ hình tròn thì tôi tách nó ra thành một cái chương trình con. Thì như vậy là bài này là cái bài minh họa cho cái việc chúng ta dùng chương trình con, làm cho chương trình mẹ là nó
chữ phần chính này nó nhìn nó sáng sủa hơn, rõ ràng hơn rất là nhiều, được chưa? Để tôi ghi cái bài này là bài bài hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta học sang cái bài này. Cái bài đầu tiên thư mục của tôi đâu này, để stop này. Đây, hôm nay là bài 11 này. Bài 11 là vẽ, vẽ cây ba cảnh nhé, ba cảnh, ba cảnh hoa đấy, thấy chưa? Đấy. Bây chúng ta làm xong bài số 2. Bài số 2 cũng áp dụng cái cách làm này. Bài bài số 2 là như sau, chúng ta cũng dùng dùng thuật toán, dùng chương trình con để vẽ. Bài số 2 như này nhé. Bài số 2 là như này, chúng ta sẽ vẽ như sau, chúng ta từ tâm từ tâm của cái của cây hình của bản hình, chúng ta vẽ mình như này. Đây, ta vẽ hình như này, xong lại lùi về đi lên như này, chúng ta vẽ một cái hình này, bông hoa như thế này. Đấy. Các câu tròn này là giống nhau, thậm chí có thể tổng quát không phải là tổng quát, có thể là bất kỳ. Chúng ta chia vòng tròn làm n cái hình bất kỳ. Đấy. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Còn tổng quát là vẽ, bài tập này là vẽ vẽ hoa, vẽ hình hoa, vẽ hình cành hoa n n hoa, hệ n cả cành hoa. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng cái thủ tục để mà tạo ra một sinh con để vẽ cái hình tròn, xong chúng ta vẽ những cái hình như bình thường. Rồi thì bây giờ tôi sẽ new một cái mới nhé. Và chúng ta sẽ vẽ. Rồi. Thì làm như sau này. Chúng ta vẫn áp dụng cái chuyện vẽ hình tròn kia. Nhưng thì tôi làm trước này. Là tôi đầu tiên tôi lập trình cho con mèo, đầu tiên đã con mèo tôi muốn ban đầu đây. Thì đầu tiên cho tôi xóa hình đi này. Xóa hình đi này. Sau đó là tôi pen up lên này. Sau đó tôi cho mèo ẩn đi này. Đấy, như vậy cái lệnh đó là như lệnh là ban đầu chị mèo nó ẩn đi đó. Rồi bây giờ tôi sẽ sau đó tôi sẽ tạo ra my block, tôi tạo ra một cái chương trình con đặt tên là vẽ hình tròn, đúng lúc nãy vẽ hình tròn nhé. Vẽ hình tròn. Rồi, vì chúng ta làm thẳng thôi. Chúng ta vẽ thôi, không cần pen up, pen down, làm vẽ luôn nhé. Chúng ta có một cái vòng lặp. Vòng lặp là mình là 60 độ. 60 độ 60 lần. Xong chúng ta múc phía trước từ nhỏ này, chúng ta múc phía trước hình như thứ nhất là số 3 hay số 2, 3. Sau đó là quay bên trái. Bên trái một góc bằng 360 độ chia 60, tức là quay bên trái là 6 độ. Thì đây là cái đoạn chương trình dùng để vẽ hình tròn. Giả sử nhé, tôi phải cho thử các bạn xem nhé. Tôi pen down xuống này, xong tôi gọi cái lệnh này ra, tôi gọi cái lệnh để vẽ hình tròn ra này. Chạy thử nhé. À, thấy không nào? Đó. Được chưa? Thì đó là ấy thôi. À, rồi, thế bây giờ tôi quay lại cái này nhé. Đây là để tôi cắt cái này đi và tôi để ở đây. Được chưa? Rồi là tôi làm như sau này. Bây giờ tôi vẽ từ vẽ tâm này, tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ tạo ra một cái biến là n, biến n đây là cái số cành hoa mà chúng ta cần 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 vẽ nhé. Thì bắt đầu tiên tôi đặt cái số cành hoa của chúng ta là n đây, đặt nó là 5 chẳng hạn, 5 được chưa? Và sau đó thì tôi sẽ mà đặt cái góc ban đầu, tôi đặt cái ban đầu của con mèo là quay về bên phải, bên phải này. Sau đó tôi bắt đầu vẽ nhé. Đây này, thì cái làm như sau này, các bạn chú ý nhé. Thì tôi sẽ lặp lại n lần. Bắt đầu tôi vào cái chỉ chính này, tôi sẽ lặp
n lần. Đây, n lần. Được chưa? Ở đây R thì bắt đầu tôi phải hạ bút xuống. Tôi vào cái pen và hạ bút xuống ở chỗ này. Hạ bút xuống ở đây này. Đấy. Được chưa? Rồi, tiếp theo là làm như sau này. Đây nhé, tôi sẽ phải đi ra này, xong vẽ hình tròn này, xong đi về, xong lại đi tiếp. Thì đầu tiên tôi vẽ cái đường thẳng này trước đây. Tôi vẽ cái đường này trước đây, xong tôi vẽ cái hình tròn sau nhé. Đây tôi lập trình này. Như sau này, ở đây tôi mới move về phía trước. Liệu move về phía trước là 100 chẳng hạn, 100. Đấy. Đúng không? Move về trước, sau đó là khi vẽ xong tôi lại quay trở lại dùng cái lệnh là move này nhưng mà là trừ 100. Như vậy là đi ra này, xong lại đi về, sau đó là xoay xoay một góc mà bao nhiêu, xoay tròn một góc bằng là 360 độ chia cho n. N ở đây nhé, thì chúng ta dùng lệnh phép chia. À, phép chia là đây, phép chia là 360 độ, 360 độ chia cho n, vì chúng ta cần cái vòng này, cái hình như là hình tam giác đều mà. Đấy, ta nhớ lại nhé. Đây này, cần giác đều như này này. Đấy. Xoay một góc nên là 360 độ chia cho n nhé. Đấy. Chia cho n, chúng ta cái này là rồi. Đấy, và chúng ta xoay như này để vào đây. Đó. Thì đây chính là cái đoạn chương trình là để xong biết là xong rồi, chúng ta pen pen up lên. Pen up đây nhé. Đấy. Thì đây là đoạn chương trình mà chúng ta vẽ, sẽ chọn xem là chính là vẽ cái cây này đấy, đi ra đi rồi sao lại quay lại như này, đi nhé, n là đi phía trước 100 này, xong lùi 100 này là về được gốc nhá, xong xoay xoay gốc này, xong lại đi phía trước 100 lùi 100 lại xoay, cứ thế như thế là như vậy là vừa vặn một vòng tròn. Tôi để cho to ra một tí, 120 cho nó to ra nhé, cho nó đẹp hơn nhé, trừ 120. Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau, khi mà đi ra đây thì tôi sẽ vẽ hình tròn này. Đấy, tôi phải dùng cái lệnh vẽ hình tròn. Đây, dùng cái mang cái này tôi vẽ hình tròn. Đây. Nhá. Giả sử tôi để vào đây, vẽ hình tròn tôi phải để vào giữa hai cái này. Đó. Thử nhá, tự nhiên nào. Đấy. Thì nó vẽ tròn như thế này. Đấy. Cũng rất là đẹp đấy, vì cho chúng ta là vẽ là nhắc lại là vẽ là từ vị trí này chúng ta hướng thế này mà chúng ta vẽ là như thế này đấy, thì cho này không đúng lắm, tôi muốn nó phải được như này cơ. Làm như nào thì làm như sau, thì trước khi mà chúng ta vẽ hình tròn tôi phải đây, tôi phải xoay xoay phải, xoay phải là bao nhiêu, xoay phải là xoay bên phải là 90 độ, xong vẽ hình tròn xong, vẽ tròn xong tôi lại xoay phải 90 độ nữa để cho tôi lùi về. Nhưng mà đây chúng ta cần thêm hai lệnh nữa. Một là cái lệnh là xoay phải 90 độ. Đây, xoay bên phải 90 độ. Nha, 90 độ. Sau đó chúng ta làm xong, làm vẽ xong tôi đi về trước đây. Vẽ xong tôi lại dùng lệnh xoay phải 90 độ nữa để tôi xong tôi lùi về sau. Đây. Lệnh là 90 độ nữa, tôi lại đưa nó vào đây. Đưa nó vào đằng sau này. Đấy. Thì bây giờ cũng lại được hơn rồi đấy, ta thử nhé. Ôi, nhầm nhầm. Đấy, vậy sẽ nhé. À, xoay phải. À, sau này phải xoay trái. Cái lần hai này không được xoay phải nữa. Tôi với nhầm. Muốn trả lại tôi phải xoay trái. Chỗ này thì bị sai nhé. Đây này. Đấy. Chỗ này không phải là xoay phải mà là phải xoay trái. Chứ phải trả lại. Đây, xoay trái. Ở trên này là xoay phải. Ở dưới này là xoay trái. Thì nó mới trả lại được. Xoay trái 90 độ. Để làm sau này. Đấy. Mình chắc là đúng rồi đấy. Thử làm lại nhé. Tôi chưa cho cái lệnh chuyển về điểm không, tôi vào tôi cho cái lệnh là go to cái tâm của màn hình, đưa nó vào đây, đưa nó vào chỗ này. Đấy. Trước khi mà chúng ta chạy vẽ thì chúng ta đưa đưa về cái tâm của màn hình, sau đó bắt đầu vẽ pen down, bắt đầu vẽ đó. Chúng ta làm thử này. Đây, đây là chắc là chính xác rồi, thành công nào. Đấy. Đúng như là hình chúng ta mong muốn. Bây giờ tôi muốn vẽ là không phải là ngũ giác và năm 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 bông hoa mà sáu bông hoa, tôi sửa tại đây, tôi sửa cho nhìn đây.
rửa đây thành 6, nó sẽ thành 6. Rất là nhanh. Thấy không nào? Đấy. Nhưng mà đây là cái bài, một cái bài nó khó hơn một chút, là chúng ta sẽ phải vẽ lồng, vẽ và chúng ta lồng hình tròn vào giữa đây. Nhưng mà đây vẫn dùng cái lệnh con là hình tròn, là một dòng thủ tục con, là một hình con. Được chưa? Bây giờ như này nhé, bây giờ tôi làm như này nhé. Ví dụ tôi muốn cho đẹp hơn nhé. Bây giờ như này nhé, bây giờ toàn bộ cái phần này này, cái phần này này, phần này này, coi như là đây là một cái đoạn chương trình ban đầu dùng để đặt tham số ban đầu của chương trình. Đấy, thì tôi làm như sau cho đẹp nhé. Tôi sẽ tạo ra một cái block thứ hai, đặt tên nó là init chẳng hạn. Thường cho đặt thì init, init là cái tên, nghĩa là đặt tham số ban đầu của chương trình, init đó. Và toàn bộ cái phần này tôi đưa vào cái init này, như vậy định nghĩa một cái hàm, định nghĩa một cái lệnh có thể là init đấy. Thì bây giờ toàn bộ cái phần này tôi chỉ vào lệnh này thôi đó, như vậy đấy. Có thấy không, khi mà tôi tạo ra thêm những cái thủ tục con, chương trình con như này thì chương trình mẹ nó rất là ngắn gọn, rất rất là sáng sủa. Nhưng chương trình mẹ là như sau, là init tức là tạo ra các cái lệnh ban đầu cho hệ thống, sau đó là pendout, sau đó vẽ phần chính, vẽ vòng lọc chính để vẽ cái hình này, và bên trong đó chúng ta sử dụng một cái lệnh con là vẽ hình tròn. Thì bạn thấy như chúng ta cần cần có hai hàm số hay là hai thủ tục con được định nghĩa. Thủ tục con là vẽ hình tròn, thủ tục con là init. Init thông thường là cái thủ tục con dùng để thiết lập các tham số ban đầu của chương trình. Đấy, thì đây về đây chúng ta đã hoàn thiện rồi. Bây giờ tôi sẽ ghi cái này lại nhé. Ghi lại, đây là bài số 2, là vẽ vẽ hình gì nhỉ, vẽ hình n vòng tròn. N vòng tròn, vẽ hình hoa gồm n bông hoa. Đây, vẽ hình dung ra đều đều. Và chúng ta có thể sáng tạo ra được rất nhiều thứ nữa chứ không phải là, được chưa? Bây giờ bài này, tôi sẽ sửa lại. Tôi muốn là chỗ này không phải là hình tròn mà là hình vuông thì làm như thế nào? Có làm được không? Hoàn toàn được. Chỗ này là không, mà tôi muốn không phải tròn mà là hình vuông như này này, thì có làm được không? Hoàn toàn được. Tôi làm như sau nhé. Tôi thấy cái hình tròn là hình vuông là được thôi. Đây, bây giờ tôi tạo ra một cái block mới là vẽ hình vuông. Vẽ hình vuông tương tự như hình tròn lúc nãy. Đấy. Và hình vuông này thì tôi làm như sau. Hình vuông này là như sau, là chỉ vẽ như này thôi. Chúng ta nhớ lại hình cách vẽ hình vuông nhé. Chúng ta tạo ra một cái vòng lặp là 4 thôi, 4. Và vẽ cái hình vuông cạnh nhỏ, vẽ cái hình vuông là đây. Tạo ra một hình vuông dùng lệnh là move ở phía trước. Khoảng là 6. Sau đó chúng ta sẽ quay trái. Quay trái là 90 độ. 90 độ. Đấy. Thì nó tạo ra một cái hình vuông là có cạnh là 6 nhé. Bây giờ thử này, bây giờ tôi thử như sau, tôi sẽ đưa cái hình vuông này vào đây, kéo cái hình vuông này này, đấy, thay cho hình tròn này. Bây giờ tôi làm như sau nhé, bây giờ tôi đưa cái này ra, tôi đưa cái hình tròn ra, tôi đưa cái này vào đây, đấy, thử vào đây, đấy, thử như xem nó sẽ chạy như thế nào nhé. Ô, hình vuông này, hình vuông, hơi bị khác một chút thôi không sao. Bây giờ hình vuông này tôi để ở đây 6 nó bé quá, tôi để ở đây là 15 nhé. Đấy, như này vẫn bé quá, tôi cho cái này lên là 30 cho nó to một tí nhé. Vẫn bé quá, 30. Đấy, thấy chưa, cũng đẹp rồi đấy. Nhưng mà đây là một hình cũng đẹp rồi, tức là khi chúng ta mà đi tới đây này, chúng ta sẽ phải đây là nó quay sang trái này, xong vẽ hình vuông, xong nó lại nó quay sang phải chứ, xong nó quay sang trái chứ, nó lùi về nhé. Bây giờ này các bạn có thể cải tiến được không? Bây giờ cải tiến là như này thì có được không? Bây giờ cái bài vừa rồi là cái bài này này, là cái bài như này nhé, là cái bài là chúng ta vẽ hình như này đây.
Hình như này đúng không? Đấy. Hình như này. Cũng đẹp rồi. Thì bây giờ đề nghị các bạn về nhà sửa như sau này. Sửa là không phải như này mà sửa là như này cơ. Tôi muốn như này thì có được không? Đấy. Các bạn sẽ phải sửa lại một chút cái thủ tục hình vuông nó. Thì, bên này thì khó hơn, cái bài này chúng ta sẽ thấy sẽ khó hơn. Đấy. Ta phải sửa lại một chút thủ tục hình vuông. Bà tôi về nhà nhé. Đây tôi dừng lại ở đây thôi. Đó. Vậy cái bài này là cái bài tiếp theo, đây là bài số 3. Bài số 3 là vẽ hoa hình vuông gồm n cạnh và hình vuông, n cạnh và hình vuông. Được chưa? Đấy. Nhưng mà chúng ta có các lệnh để vẽ các hình tròn nhỏ nhỏ này, đúng không? À, vẽ hình vuông nhỏ nhỏ chúng ta sẽ kẹp vào khi chúng ta vẽ một cái hình bông hoa như thế kia, rất là đẹp rồi. Chúng ta có thể từ đây chúng ta có thể tạo ra được một số những hình khác rất là hay. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mà mô tả thêm một cái, chúng ta cùng nhau học vẽ một cái hình tròn khác. Bây giờ tôi bài tập của tôi là vẽ hình tròn mà là bê tông và bán kính thì làm như nào? Đấy, khó hơn nhé. Đầu bài như sau. Đầu bài là chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông, vẽ hình tròn nhưng mà không phải lúc nãy. Cái bài vừa rồi tôi làm là vẽ hình tròn là biết cái điểm bắt đầu ở đây nhá, và cái hướng ở đây thì chúng ta vẽ hình tròn như này. Với cái đoạn này là khá nhỏ nhưng mà chúng ta vẽ này chúng ta không biết tâm nó ở đâu và không biết bán kính này là bao nhiêu. Đấy, chúng ta không biết được. Nhưng mà tập mới là như này. Bài tập mới là như sau. Là chúng ta hãy vẽ một cái hình tròn cho trước, hình tròn với bê tông. Tâm là cái tọa độ là x y tôi biết trước, bán kính là r tôi biết trước, được chưa? Như vậy là cần tạo ra một thủ tục để vẽ cái hình vuông, vẽ hình tròn bê tông ví dụ như là x và y và bán kính r. Bán kính R liệu có làm được không? Đấy, cái bài này, đây là một trong những cái bài rất là quan trọng, và cái bài bài và cái bài này học sinh tiểu học thì không thì rất là khó mà chúng ta có thể vẽ được, thì ta phải làm mẹo. Còn học sinh cấp 2, cấp 3 là chúng ta dùng cái công thức đường tròn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể vẽ được bình thường, nhưng với học sinh tiểu học thì rất là khó vẽ. Thì vì tôi sẽ mô tả các bạn cái lệnh, cái thủ tục để vẽ cái hình tròn này mà học sinh tiểu học cũng hiểu được. Được chưa? Thì cái làm như sau này. Là như sau nhé, chúng ta đến go to đến cái tâm trước, thì là tâm của nó nhé, tâm của hình tròn này. Sau chúng ta xoay một hướng bất kỳ. Chúng ta làm như sau, chúng ta di chuyển đến bước chiều dài là R nhá. Được chưa? Nhưng chúng ta không vẽ. Tới R chúng ta vẽ một điểm. Xong chúng ta lùi lại, chúng ta xoay bên trái một góc là 1 độ chẳng hạn, đó chúng ta là vẽ, chúng ta không vẽ nhé, và như vậy chúng ta liên tục chúng ta vẽ cái hình tròn như này. Như vậy chúng ta sẽ hình tròn đây, chúng ta sẽ chỉ vẽ cái điểm trên này thôi, đấy cái điểm sát vào nhau thì nó sẽ tròn ngay. Đấy, đây là một cái bài mẹo. Nhắc lại nhé, di chuyển lên vẽ xong lùi về xong xoay, di chuyển lên vẽ lùi về xong xoay, cứ như vậy liên tục đó. Thì cái đó là cái tiếp theo đấy. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn vẽ nhé. Đây chúng ta new một cái mới và chúng ta sẽ vẽ dùng mèo này vẽ thôi nhé. Vẽ từ tâm đi, không tâm biết trước, tâm biết trước là tọa độ x y và trước là r. Đây bây giờ tôi tạo ra ba cái biến. Biến thứ nhất là x, biến thứ nhất là x gì, tổng quát luôn cho các bạn thấy nhé, tổng quát luôn này. Ồ, sao ra cái này, rồi x gì nhé, là tọa độ x gì của cô tâm này, xong là tạo một cái là tâm điểm thứ hai là y này,
an tâm nhé. Và tạo một biến thứ ba là R. Đấy, R. Mặc định thì là mình thường thường lại điểm tâm là điểm không không thôi, mà tổng quát luôn. Như vậy chúng ta nên ta sẽ biết x, y và r. Vì bây giờ chúng ta hãy vẽ hình tròn là tâm là x, y và bán kính là r. Được không nào? Rồi chúng ta làm thử nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta cho con mèo đây. Bây giờ tôi cứ làm con mèo trước nhé. Tôi đặt. Đây. Ban đầu tôi vào như sau này. Tôi đặt là tôi xóa hình này. Được chưa? Sau tôi cho pen up lên này. Sau đó tôi làm như sau. Sau đó tôi sẽ đặt các tham số ban đầu đây. Ví dụ tôi đặt cái tọa độ x là 0. Tôi đặt tọa độ y là 0. Và tôi đặt cái r của chúng ta, bán kính r của chúng ta, ví dụ đặt r bằng 150 chẳng hạn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình tròn. Tâm là 0 0 và bán kính là r là 150. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi muốn vẽ hình tròn đó, tôi muốn tạo ra một cái thủ tục con tôi vẽ đi ra ngoài. Làm như sau nhé. Đây, tôi tạo ra my block, tôi tạo ra một cái block của tôi cũng là vẽ hình tròn. Biết tâm và bán kính, được chưa? Đấy. Tâm chính là x, y. Còn bán kính là r thì biết trước. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi mô tả các bạn cái lệnh đó nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nhắc lại cái lệnh, cái ý tưởng của chúng ta này. Ý tưởng này là cái là học sinh tiểu học là cũng nắm được nhé. Ngô thu đấy để với không hay không này. Sau chúng ta liên tục chúng ta di chuyển về ra gần biên. Sau đó hạ bút, chấm một cái, xong lại lùi về, xong lại xoay sang bên trái 0 độ hoặc 1 độ hoặc là một nửa độ. Chúng ta lại đi ra gần biên, chấm một cái, xong lại đùi về là xoay. Cứ như vậy chúng ta xoay đủ một vòng 360 độ là xong. Thì như vậy chúng ta sẽ vẽ cái điểm đều ở trên này. Đấy nhé, chúng ta làm thử các bạn xem này. Rất đơn giản như sau này, đây. Đây chúng ta làm nhé. Yên tâm thì đầu tiên là chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ cho pen up, cái này thường xuyên là pen up nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Là pen up, sau chúng ta sẽ go to đến cái vị trí là xy đây, xy đây này. Đấy, chúng ta go to đến cái vị trí xy, chúng ta kéo xy vào đây. Xy và y vào đây. Đây chính là tâm này nhé. Rồi, sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải lập làm cái vòng lập. Đây, vòng lập. Tối thiểu là 360 lần. Nhưng mà tôi muốn là tôi mà cho nó sát vào nhau cho thật rõ, tôi sẽ tăng lên vòng lập của chúng ta sẽ là 720 cho nó thật an toàn. Thì là gấp đôi lần cái 360. Như vậy là tôi sẽ vẽ hình như sau. Mỗi lần tôi vẽ một điểm thì tôi xoay sang bên trái, xoay sang bên trái một góc là cho phép một góc là một nửa độ cho nó vẽ được nha. Rồi bắt đầu như sau nhé. Chúng ta chú ý này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cái điểm đầu tâm là chúng ta sẽ move về phía trước. Move về phía trước một đoạn là bằng bao nhiêu? Move về phía trước một đoạn bằng là r trừ 1. Đây, chúng ta di chuyển đến sát kia vào ngoài vòng tròn, nhưng không phải đúng vòng tròn. Chúng ta di chuyển đến vị trí là r, cái khoảng cách là r trừ 1 nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ này, chúng ta di chuyển một khoảng cách là bằng bao nhiêu, bằng r trừ 1. Chúng ta vào cái operator chọn cái phép trừ và chúng ta chọn là r trừ 1. Đấy, chúng ta chú ý r này trừ đi 1. Đấy. Chỗ này là vẫn là pen up nhé, không vẽ nhé. Di chuyển ra sát, khi di chuyển là move r trừ 1 là đến sát cái vòng tròn rồi thì chúng ta sẽ hạ bút. Đây là cái bài chúng ta sẽ hạ bút pen down. Khi pen down rồi là bắt đầu vẽ, chúng ta sẽ move về phía trước là 1 thôi. Vậy là ở chỗ này là move về phía trước là r trừ 1, sau là move 1 nữa thì đúng bằng lại là r, đúng bằng là r. Là pen down. Khi gõ là move r xong rồi thì chúng ta sẽ pen up lên, chúng ta không vẽ nữa và chúng ta đi lùi lại pen up và đi lùi lại về tâm là dùng lệnh move này, nhưng mà move là trừ r, chúng ta dùng lệnh move. Chỗ này là không vẽ nhé, vì chúng ta đã pen up rồi. Chúng ta move một cái đoạn là trừ r
Để chia ra cái này, tức là có thể là dùng cái này, có thể là dùng là chúng ta dùng là trừ một nhân với r, nhưng chúng ta làm là di chuyển một đoạn là trừ r đấy, trừ r nhé. Như vậy là đi lên này, không vẽ này, hạ bút này, vẽ này, vẽ một đoạn bằng một thôi, xong ta đắp lên, xong lùi về 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 tâm, lùi xong rồi chúng ta xoay trái, xoay sang trái, đang xoay sang trái không phải là 1 độ, vì đây chúng ta là 720 lần, chúng ta xoay sang trái là 0,5 độ. Như vậy là 0,5 độ và nhân 720 vẫn là 360, và như vậy chúng ta vẽ xong một cái hình tròn nhé. Bây giờ tôi để đây nhé. Rồi bây giờ tôi dùng lệnh này, tôi vẽ này, tôi vào lệnh my block, tôi kéo cái này ra, tôi đưa nó vào đây. Đó. Và đây chính chính đây là vẽ hình tròn với tâm bán kính, tâm là x y và bán kính là r nhé. Đây tôi làm thêm lệnh nữa cho nó hay là tôi ẩn con mèo đi cho nó dễ nhìn nhé. Vào cái looks để ẩn cái hình vẽ đi. Hai. Vẽ thử nhé, các bạn xem này. Là nó vẽ được đúng hình tròn đấy. Tâm là điểm x bất kỳ. Ở đây của chúng ta đây là x là không. Như vậy chỉ là vẽ đi tiến, vẽ xong lùi, xong xoay trái, tiến lên xong vẽ lùi xoay trái, cứ như vậy xoay đủ 360 độ thì là xong. Thấy không nào? Đó, nhưng mà chúng ta vừa mới vẽ xong một cái hình tròn để biết trước tâm bán kính, mà hình tròn này là kiến thức, này kiến thức là học sinh tiểu học cũng hiểu được. Còn nếu các bạn xem các sách tài liệu khác, như trong cuốn sách mà tôi viết ấy, lập trình Python, học lập trình Python, thì tôi có mô tả ra là có 4 5 cách vẽ hình tròn, nhưng mà cách khác đó, các cách khác đều là học sinh tiểu học không hiểu được. Cái này là sinh tiểu học hiểu được. Học sinh cấp 2, cấp 3 sẽ dùng cái toán học cao hơn để chúng ta có thể vẽ hình tròn. Vẫn là cái bài toán là vẽ hình tròn biết tâm và bán kính. Đây là cái bài rất là hay nhé. Được chưa? Đó. Nhé. Thì bây giờ chúng ta muốn cho nó tăng cái lên này. Cho muốn chúng ta đổi màu hay tăng cái độ rộng lên, chúng ta sửa sửa lại một chút là được nhé. Rồi bài này chúng ta, bây giờ tôi ghi lại bài này nhé, là bài số, đây là bài số 4, rất là bài rất quan trọng là vẽ hình tròn biết tâm và bán kính được chưa? À, như vậy bên này chúng ta có thể làm vẽ được nhiều hình, nhiều những cái hình của khác nhau được nhé. Ví dụ tôi sẽ vẽ mà hình như sau, tôi sẽ vẽ một cái 10 cái hình vuông lồng đồng tâm, cái bán kính là khác nhau nhé. Tôi sẽ bài này tôi sẽ sửa lại một chút, vì không phải vẽ hình mà tôi vẽ nhiều hình vẽ với cái cùng tâm xy bằng không, nhưng mà cái r tôi thay đổi, tôi vẽ thành nhiều cái vòng tròn đồng tâm. Ví dụ tôi sẽ vẽ là 10 vòng tròn đồng tâm, làm thử cho bạn xem nhé. Vẫn là bài này thôi, vì tôi bỏ cái này ra và tôi làm như sau, tôi bỏ cái r này ra và tôi làm như sau nhé. Đây tôi sẽ lặp là 10 lần, bài này là vẽ vòng tròn đồng tâm sẽ lặp là 10 lần nhé. Bắt đầu của tôi r là tôi để bắt đầu của tôi r là 50 50 tôi để ở trên này. Đấy. Đấy chưa? Và tôi vẽ cái hình này, và sau vẽ tôi tăng R lên, tôi tăng R lên là 10 nhé. Tôi sẽ vào cái lệnh này và tôi trên R, trên cái biến R lên 10. Vậy 50 tăng lên 10 lần, mỗi lần 10 là 100, thì ra ngoài cùng nó sẽ là 150, chính là cái này. Đấy. Thì với cái này tôi vẽ là vẽ 10 hình tròn đồng tâm cho các bạn xem thử nhé. À bây giờ vẽ này nó rất là chậm thôi, được, tôi cho các bạn xem này. Tôi sẽ cải tiến sau nhé. Đây là vòng tròn thứ nhất, là vòng tròn ở ở trong cùng, có thấy vẽ chậm không nào? Một lát nữa tôi sẽ mô tả các bạn cách vẽ nhanh nhé.
rất nhiều trường hợp chúng ta cần vẽ nhanh. Đây là vòng tròn thứ nhất nhé, vòng tròn thứ hai đấy, như vậy chúng ta thấy chậm không nào? Một trời này hơi bị lâu đấy nhá. Rồi, tôi sẽ ghi vào đã. Đây là cái bài tiếp theo, bài số 5 là vẽ các hình tròn, các hình tròn đồng tâm nhé, đồng tâm. Thôi bây giờ tôi tạm thời dừng lại nhé. Đây à, như vậy là trong những khi chúng ta vẽ hình như tỉ mỉ thường tốc độ vẽ rất chậm, thì làm thế nào để tăng tốc độ vẽ được thì chúng ta chú ý ở trong trong sản công nghệ rất là hay. Thực ra nó có hai chức năng, một chức năng là chúng ta vào cái chỗ hình như là chỗ edit này, một chức năng là turbo, bấm vào đây thì nó sẽ vẽ nhanh, bấm vào đây nhé. Thực ra đây là vẫn nhanh rồi đấy chứ, vẫn chậm đúng không? Thật là cái chức năng này này không phải là chuẩn xác lắm. Cái này chuẩn xác này, bây giờ các bạn cùng tôi làm thử nhé. Bây giờ đây cái lệnh này là cái chúng ta có thể là chỉnh sửa lại cái lệnh cái thủ tục của chúng ta bấm chuột phải và chọn lệnh là edit, thì lệnh này nó sẽ sửa lại, cho phép là sửa lại các tham số, các cái tên của cái thủ tục đó. Chúng ta vào đây nhé. À, thì nó vào lại hình này. Và các bạn chú ý, khi chúng ta định nghĩa một cái lệnh ấy, hay là một cái chương trình ấy, hay là một chương trình con ấy, thì nó có một lựa chọn này. Đây này, chúng ta nháy vào đây, thì cái lựa chọn này nó giúp cho cái việc là nếu đây là một thủ tục vẽ nhé, thì cái lệnh này này, cái chức năng này nó giúp cho chúng ta bảo đảm rằng cái việc vẽ này là nhanh tức thời luôn. Hãy chúng ta chú ý như vậy. Khi chúng ta muốn một vẽ nhanh tức thời thì chúng ta sẽ phải tạo ra các thủ tục vẽ riêng ra, và thủ tục đó chúng ta đặt cái chế độ là đặt cái check cái nút là run without screen refresh. Đây là cái tính năng, cái lựa chọn để bảo đảm rằng là cái lệnh này, cái thủ tục này nếu mà vẽ thì sẽ vẽ nhanh tức thời luôn. Tôi bấm OK nhé. Đấy, thì tôi thử các bạn xem này, nó sẽ vẽ nhanh tức thời luôn, thấy không nào? Nhưng mà cái lệnh này là cái lệnh rất là hay, cái lệnh mà cái chức năng mà cho phép, mà cái lệnh này nó chỉ áp dụng cho thủ tục thôi, không phải cho cái lệnh bình thường. Như vậy những cái lệnh mà cần vẽ nhanh ấy, thì chúng ta phải tách cái phần cần vẽ nhanh ra thành các thủ tục riêng, mà chúng ta đặt cái chế độ là chế độ vẽ nhanh. Đăng lại nhé. Này, thì tôi tạo ra một block này, bấm vào đây nhé. Thì nó chỗ này này, đây chính là cái nút là đây, nó sẽ tạo ra cái thủ tục vẽ nhanh. Các bạn chú ý nhé, nút này là nút rất quan trọng. Đó, thì tôi vẽ lại cho bạn xem nhé, tôi xóa màn hình đi này, vẽ lại này. Đấy, cực nhanh luôn. Như vậy tất cả các hình, tất cả cái bài tập nào mà liên quan đến vẽ mà cần vẽ nhanh ấy, rất nhiều cái hình rất phức tạp trên màn hình, vẽ rất tỉ mỉ. Ví dụ như hình này mà chúng ta ngồi đợi thì lâu lắm. Hình này mà vẽ xong được cả thì nó cực lâu, nhưng mà chúng ta tạo ra cái chức năng vẽ nhanh thì nó làm cho cái thủ tục này này, cái thủ tục vẽ hình bê tông và kính nền nó sẽ là vẽ nhanh tức thời. Và tất cả đây chúng ta có 10 vòng lặp thôi, nó rất là nhanh. Được chưa? Như vậy bài này là xong rồi nhé, tôi sẽ ghi lại một lần nữa cho nên yên tâm này. Ghi lại cái bài này là bài số 5 đấy. Tròn đồng tâm, tôi ghi lại số 6. Vẽ hình tròn đồng tâm nhanh. Vẽ hình tròn đồng tâm nhanh nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái hình nữa này, áp dụng với lại hình tròn này nhé. Bài tập là như sau này. Bài tập là chúng ta sẽ vẽ cái hình cái mặt đồng hồ. Đây. Đây nhé, vẽ hình tròn. Nhưng mà không, mà tôi vẽ đi sau, tôi vẽ là ở cái vị trí là gọi là 5 phút hay là 5 phút nhé. Đây là không này, đây là 10 phút này, đây là 15 phút này. Đây là
30 phút đây là này. 45 phút. Vòng quanh này là cái phút chỉ là 60 đúng không? Thì cứ 60 phút thì tôi muốn là cứ 10 phút thì có một cái chỗ chỗ nhánh hay 5 phút nhỉ. Hay là 1 phút đi. 60 đúng không? Như này. Đấy, nó vẽ như này. Tất cả nó có 60 cái hình này. Đấy, vẽ cái hình như này. Đấy, vẽ hình như này nhé, chưa cần là số hội đâu, việc cứ là vẽ hình này đã. Đây là vẽ mặt đồng hồ này, vẽ mặt đồng hồ nhé. Thì ngoài cái vòng tròn bên ngoài cùng ra thì yêu cầu là phải vẽ các cái đường này, cái đoạn này là chỉ từng cho từng phút một nhé. Như vậy là tổng cộng là có 60 cái đường này. Chúng ta để ý nhé, mỗi một cái đường này là góc đây là bao nhiêu độ này, góc này này. Góc này là có phải là bằng 360 độ mà chia cho 60 không? Đấy, thì suy ra một cái vòng này là 6 độ, một cái ô này là 6 độ này. Đấy, ô này, ô chữ này. 6 độ nhé. Đấy, phải chú ý. Phải làm nào là để vẽ được cái đường hình này mà cứ 6 độ chúng ta là vẽ được một nét nhỏ như này thì làm sao mà vẽ được? Đấy, chúng ta sẽ phải phải làm khéo một tí hoặc là làm được thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái hình này nhé. Mình chúng ta nêu một cái mới này và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái bàn này là vẽ mặt đồng hồ với các cái vạch con là mỗi 1 phút là có một cái vạch con và như vậy có 60 cái vạch con như vậy nhé. Được chưa? Thì chúng ta cũng làm tổng quát là cái mặt đồng hồ là ta biết tâm và bán kính nhé. Được rồi, bây giờ làm như sau này. Đầu tiên ta đặt chế độ cho con mèo trước nhé, vẫn như bình thường. Chế độ cho gọi là cái bút vẽ của chúng ta đây này. Thì đầu tiên chúng ta cho nó ẩn đi này, đầu tiên cho ẩn đi cho đỡ phải ẩn đi này. Sau đó chúng ta sẽ cho xóa toàn bộ màn hình này, rồi là pen up này, pen up. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta tạo ra ba cái biến, giống như lúc nãy, biến x thì chúng ta tạo ra ba biến là biến x thì là một này, x thì nhé, tạo ra biến y và tạo ra cái biến là r là bán kính của hình tròn, được chưa? Rồi. Thì ban đầu chúng ta cho như sau này, đây chúng ta thiết lập cho chúng ta thiết lập là x gì bằng không này, thiết lập y bằng không này, mặc định chúng ta có thể cho bất kỳ. Xong cho R bằng này, R bằng 150 chẳng hạn. Đấy, ta vẽ nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ thủ tục để vẽ. Đấy, nhưng mà một thủ tục này sẽ khó hơn nhé. Đây chúng ta tạo ra một cái và my blocks và bấm nút này để tạo ra một vẽ hình tròn, cái hình tròn mặt đồng hồ đi. Đồng nhé. Chúng ta đặt cái chế độ này cho nó nhanh này. Đấy nhé. Rồi. Bắt đầu này. Đầu tiên chúng ta cho cái kim là chúng ta vẽ thẳng trên trước. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ chúng ta bắt từ trên trước nhé. Chúng ta cho như sau này. Cái chỗ này sẽ thật ra cái lệnh này nó sẽ đưa vào đây. Lệnh này nó sẽ vẽ đưa vào đây này. Đó. Nhé. Đây tôi đang mô tả lệnh đó nhé. Thì đầu tiên là như sau này. Chúng ta bắt đầu từ góc thẳng phía trên cho nó dễ nhé. Chúng ta xoay về hướng lên trên. Đấy, lên trên để cho nó dễ nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu xoay trái xoay phải không quan trọng, xoay phải đi. Xoay phải thì chúng ta vẽ cứ 1 phút cứ 6 độ. Cứ 6 độ là chúng ta sẽ phải vẽ một cái đường con nhé. Thì chúng ta có thể vẽ đường con đồng thời với đường đường to, tôi sẽ vẽ riêng nhé. Vẽ riêng cần phải vẽ riêng cũng được. Chúng ta có thể làm hai cái đường hai thủ tục vẽ riêng được cho nó hay nhé, vẽ riêng đi nhé. Đây thì vẽ riêng thì đầu tiên chúng ta vẽ cái hình tròn trước này,
xong chúng ta vẽ cái nét chỉ cái phút sau này nhé. Rồi chúng ta vẽ làm hai lần cho nó hay nhé. Lần thứ nhất là chúng ta làm như sau. Đây chúng ta còn là làm vậy, chúng ta repeat là 720 lần. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ như sau, nhớ lại vậy nhé. Chúng ta sẽ move về phía trước một đoạn là R trừ 1. Nhớ lại lệnh đó nhé. Chúng ta move phía trước một đoạn bằng R trừ 1. Đây, R trừ 1. Chúng ta kéo cái R ra. R trừ đi 1. Sau đó chúng ta mới hạ bút. Đấy. Đây chúng ta mới hạ bút và vẽ tiếp một đoạn là 1. Đây chúng ta chú ý nhé. 1 để vẽ cái để vẽ cái mặt ngoài của mặt đồng hồ. Vẽ một rồi thì chúng ta lại lại nâng bút lên, chúng ta không vẽ nữa. Đấy. Và bây giờ chúng ta đi lùi. Chúng ta múc đi lùi một đoạn là bằng R trừ R. Múc một đoạn là bằng bao nhiêu? Chúng ta lấy cái phép nhân này ra. Sẽ là R. Đây sẽ là trừ 1. Trừ 1. Nhân với R. Và xoay. Xoay bên trái hay xoay bên phải đi. Trái phải không quan trọng. Xoay được rồi. Xoay bên phải một góc là 0.5 độ. Đấy. Thì đây là cái đoạn chương trình là vẽ hình tròn nhé. Vẽ nhanh nhanh này. Đấy. Tôi quên mất đưa chưa go to số 000 vậy ở đây. Tôi phải go to 00 đã. Đây. Trên này tôi go to về cái vị trí là XY nhé. Để bắt đầu vẽ. XY để nó bị lệch XY đây. Để vẽ lại nhé. Đấy, nhanh như nào. Rồi, thế bây giờ vẽ xong cái này thì tôi sẽ vẽ các kim kim phút nhé. Cái nét nét của cái nét của kim phút. Thì tôi có thể là vẽ cùng ở đây hoặc là tách ra đi. Đây là vẽ hình tròn bằng đồng hồ rồi nhé. Vì tôi tạo ra một cái lệnh mới. Bắt đầu từ không nhé, cũng như vậy nhé. Là tôi vẽ cái hình thứ hai là vẽ nét kim phút. Vẫn như ở trên nhé. Đấy, tôi sẽ phải vẽ 60 cái nét nhỏ của cái phút. Cũng dùng cái lệnh là vẽ nhanh nhé. Rồi, chúng ta làm thử ở đây nhé. Đây, chúng ta mô tả cái vẽ lại cái mút như đây nhé. Ở đây, khi mà lùi lại đây cho nên nó vẫn là gì? Nó vẫn kết thúc là chúng ta đang nhìn thẳng vào vẽ phải. Thôi tôi phải làm lại một chút vậy nhé. Tôi vẫn phải lại từ đầu. Tôi vẫn phải để là move về phía trước rồi. Dùng lệnh là point in direction là 0 nhé. Rồi. Thì như sau này. Bây giờ là đây vì có cái làm riêng ra thì không cần. Mỗi lần tôi xoay là 60 độ thì tôi làm nhé. Rồi làm như sau này. Tôi cần cái vòng lọc là 60 lần. Chúng ta như vậy là chịu khó một tí nhé. Như vậy tôi làm là 60 lần. Được chưa? Đó, 60 lần. Và mỗi lần như vậy tôi làm như sau. Giống như này thôi. Tôi move về phía trước không phải là R-1 mà là R-5 chẳng hạn. Tôi vẽ cái đường kim phút của nó là chiều dài là 5 chẳng hạn. Ta chỉnh sửa sau nhé. Thì tôi làm như sau. Đây. Tôi move về phía trước là bao nhiêu? Là một đoạn bằng là phép trừ đi, phép trừ. Đây. Tôi vẽ cái đường đó nhé. Là R-5. Chỗ này là chỗ vẫn nâng bút nhá, nâng bút. Đấy. Sau đó tôi mới hạ bút và tôi vẽ một đoạn bằng 5. 5 là cái chỗ cái nét được cái nét của cái kim phút ấy. Tôi vẽ nhé, tôi vào cái lệnh này mà tôi move vị trí là 5. Tôi có thể sửa chỗ này sau nhé. 5 có tôi sửa 5. Đấy. Sau đó tôi sẽ đi lùi, copy lệnh này, chỉ lệnh này, tôi copy lại cho dễ nhé, đỡ phải đến này. Sau đó tôi đi lùi về gốc và sau tôi xoay phải bao nhiêu độ, xoay phải là 6 độ vì mỗi lần lấy bút như vậy là 6 độ. Tôi quên không cho cái lệnh là pen up nhé. Khi mà tôi vẽ đây tôi move phía trước 5 sau đó tôi phải pen up lên không nên hỏng hết. Đấy. Như vậy là tôi sẽ vẽ gì? Tôi sẽ vẽ cái mặt hình tròn trước này xong vẽ cái kim phút sau. Vậy
C của chúng ta sẽ có hai cái lệnh chính là vẽ hình tròn mặt mặt đồng hồ và vẽ kim phút xong. Để tôi chạy thử nhé. Chạy thử này có đúng không? Anh chúng ta vẽ nó hơi ngắn quá đúng không? Vì tôi tăng kim phút lên nó hơi bị xấu quá. Tôi tăng cái này lên là 15 này. 15. Tôi để đây là 15, chỗ này sẽ là 15. Đấy, thử nhé. Đúng rồi đấy, để vậy đấy nhé. Bạn thấy không nào? Như vậy là chúng ta vẽ được cái hình kim phút là đúng rồi đấy, chính xác nhé. Và đây chúng ta có thể chỉnh sửa bất kỳ. Ví dụ tôi sửa cho cái R này là 120 cho nó nhỏ lại cho nó đẹp. Để như này. Đây còn thiếu cái bút thôi, là thiếu cái vẽ kim đồng hồ ra là xong. Rồi thiếu cái số nữa, số 0, số 1, số 12, số 1, 2, 3, 4, 5 cho đến số 11. Còn thiếu cái đó là xong nhé. Thì phần đó chúng ta có thể làm bài tập về nhà, các bạn sẽ suy nghĩ nhé. Đây chúng ta đã vẽ được một cái mặt đồng hồ rất là hay rồi. Bây giờ tôi sẽ lưu cái này lại. Đây là vẽ mặt đồng hồ nhé. Bài số 7. Vẽ mặt đồng hồ. Mà cái này thì là sinh là hoàn toàn là hiểu được. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ sang một cái bài tập khác cũng là vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái lưới ô vuông. Cái bài tập vẽ lưới ô vuông là rất nhiều luôn. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả một cái bài như thế nhé. Đầu tiên là tôi vẽ cái lưới ô vuông. Khi vẽ lưới ô vuông chúng ta phải chú ý, chúng ta phải cẩn thận vẽ cho thật chính xác. Bây giờ như sau nhé, bây giờ bài tập như sau này. Bài tập tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ lưới ô vuông như thế này. Thông thường khi vẽ lưới ô vuông chúng ta phải vẽ chính xác nó vào giữa hình nhé. Giả sử tôi muốn vẽ hình lưới ô vuông là 8 x 8 đi, 8 x 8 nhé. Tôi lấy ví dụ như vậy. 8 x 8. Vậy là 8 x 8 nhé. Và vẽ vào giữa cái hình của chúng ta, vẽ vào giữa cái hình của chúng ta như này. Đấy. Được chưa? Nhé, thì việc trước khi mà chúng ta mà cùng nhau chúng ta kiểm soát thì như sau nhé. Chúng ta sẽ vẽ hình vuông này là nó cao đúng bằng toàn bộ cái chiều cao của màn hình. Suy ra cái chiều cao này của chúng ta là 360 đúng không? Đấy. 360 nhé. Một cái hình vuông này là 8 hình vuông, cho nên là cái cạnh của hình vuông này, cái cạnh này này gọi là D này. D này sẽ bằng là 360 chia 8. Đấy. Bằng bao nhiêu nhỉ? Suy ra là D bao nhiêu? D sẽ bằng là 360 chia 8. Đúng không nhỉ? D sẽ bằng là 43 12 84 32 còn lại chia 4 là 5 đúng không? Vậy D sẽ bằng 45. Đấy. Đang là tính toán. Như vậy là cái chiều cái hình vuông mà mỗi hình vuông này sẽ là có cạnh là D bằng 45. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái điểm tâm ở dưới này là tâm nào nhé. Cái điểm này như sau này. Cái chiều rộng của cơ thể này là chiều rộng của thằng này là 360 nhé, mà toàn bộ cái chiều rộng của cái màn hình của chúng ta là chiều rộng chúng ta là 480 đúng không nào, mà trừ đi cái chiều rộng của thằng này là 360, trừ đi 360 vậy còn lại còn nó bao nhiêu, còn lại của nó là 120. Chia đôi ra vậy suy ra cái khoảng cách này này, khoảng cách này chính là 60, cái này là 60. Sau khi mình sẽ ra cái điểm này, cái điểm góc dưới này là điểm bao nhiêu? Điểm dưới này là điểm có tọa độ như sau này. Có tọa độ là x thì bằng bao nhiêu? Y của nó là y là xuống dưới cùng, y của nó phải là y của nó chính là trừ là trừ 180. Còn x gì của nó là lấy 4 lấy làm đây chỗ này là trừ 240 và cộng thêm 60. Đúng không nào? Cộng 60 là bao nhiêu? Là trừ 180 đúng chuẩn chuẩn. Với cái điểm này chính là trừ 180 trừ 180. D của nó là D nên là 45. Đấy.
Được chưa? Vậy chúng ta vừa mới tính toán được cái vị trí mà chúng ta cần vẽ nhé. Như là vẽ vẽ một cái hình hình vuông, một cái lưới vuông 8 x 8 như là bàn cờ đấy, bàn cờ vuông. Nhưng chúng ta không vẽ cái bên trong vội, chúng ta vẽ bên ngoài trước nhé. Đấy. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ phải go to đến vị trí này đầu tiên này, xong chúng ta sẽ vẽ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục vẽ hình vuông, xong chúng ta sẽ liên tục vẽ hình vuông là ra. Đây, bây giờ chúng ta làm nhé. New nha. Yeah. Rồi. Bây giờ như sau này, bây giờ tôi làm bây giờ mà này làm tôi sẽ phải tạo ra một cái tổng quát, tôi tạo ra một cái biến là biến D. D của chúng ta sẽ làm sẽ là 45 đấy. Tôi tiện cho thuận tiện nhé. Tạo cái biến là biến D. Đấy. Biến D của chúng ta chỉ là nhắc lại cái biến D là cái độ rộng của cái hình vuông này, nó là 45, chúng ta vừa tính được rồi. Rồi chúng ta làm nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau. Vẽ bàn cờ vuông. Nhưng mà trước mắt là chưa tô màu. Chưa tô màu cái ô vuông mọi ta vẽ không đã nhé. Cái bài tập vẽ hình vuông là rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta làm bài tập đơn giản là vẽ hình vuông lại là 8 x 8 đã. Còn sau này các cái đề thi mà sau này chúng ta tham gia các cái đề thi học sinh giỏi, thi tin học trẻ chẳng hạn, thì nó có tổng quát hơn, vẽ n nhân n. Đây là cụ thể đây là 8 x 8. Để chúng ta làm trước đó nhé. Bây giờ chúng ta đây chúng ta vào cái chính nhé. Đây. Nhưng mà khi thôi chúng ta ẩn đi con vật này đi, ẩn đi này. Xong chúng ta sẽ mà xóa tất cả đi này, chúng ta pen up lên cho anh bắt đầu nhé. Sau đó chúng ta đặt cái biến D là cái chúng ta biến D của chúng ta chính là gì? Chính là gì? Chính là cái là 45 độ dài của cạnh của. Sau đó chúng ta sẽ cho như là của chúng ta là go to đến cái vị trí trái dưới. Và xoay về bên phải. Đây. Trái dưới của chúng ta tôi vừa đo xong là -180 và đây là -180, -180. Đấy. Và sẽ đến ở vị trí ở chỗ này này và bắt đầu vẽ ẩn đi rồi. Đấy, đây là ban đầu nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ này. Thì muốn vẽ như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta xem đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái thủ tục là vẽ hình vuông trước, hình vuông cạnh D trước nhé. Đây, tôi tạo ra một cái thủ tục là vẽ hình vuông cạnh D, vẽ hình vuông, đấy, vẽ hình vuông nhé. Tôi để cho nhanh nhé. Đây, đây. Hình vuông có ấy rồi, hình vuông chúng ta làm như sau, chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ có cái vòng lặp là 4 lần thôi, 4 lần nhé. Và đi về phía trước là D bước. Tổng quát là D bước. Và xoay trái, sau đó là xoay trái 90 độ thì nó ra là cái lệnh này, xoay trái 90 độ. Thì đây là cái thủ tục vẽ hình vuông rất đơn giản. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm một thủ tục là vẽ lưới. Chúng ta tạo một thủ tục tiếp theo là thủ tục là vẽ lưới vuông nhé. Vuông cụ thể đây là 8 x 8 nhé. Đó. Như vậy là chương trình của chúng ta là tới đây là chúng ta sẽ phải đưa cái lệnh là vẽ xong đây. Không lệnh vẽ lưới rồi, trong lệnh vẽ lưới này sẽ gọi cái lệnh vẽ hình vuông. Rồi bây giờ bắt đầu ở đây nhé, bắt đầu vị trí này nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta làm như sau. Đây, ở đây nhé. Chúng ta lần lượt là vẽ cái hình vuông này nhé. Xong là di chuyển, xong là vẽ tiếp hình vuông bên cạnh. Vẽ như vậy, vẽ n hình vuông, tái hình vuông sang bên phải. Xong chúng ta lùi lại. Xong chúng ta nhảy lên trên. Xong chúng ta là làm lại như vậy nhé. Đây là làm như sau. Tôi sẽ vẽ lần lượt như sau này. Đầu tiên ở đây nhé. Ở đây tôi vẽ hình vuông đầu đầu tiên, tôi di chuyển ra đây vẽ hình vuông thứ hai, di chuyển ra đây vẽ hình vuông thứ ba. Đấy. Di chuyển đến đây hình vuông, đây hình vuông cuối cùng tôi quay ở đây. Đấy. Xong tôi đi luôn nhảy lên trên này, tôi lại vẽ tiếp đây, xong tôi lại vẽ tiếp, cứ như vậy là 8 lần hết tất cả nhé. Đây này nhé. Thì như sau này,
Các bạn hình chữ họ tôi làm mà như vậy là n lần đúng không? Đợi 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 tôi một chút nhé. Tôi vẽ một đường ngang trước nhé. Đường ngang trước là như thế này, là tôi lọc 8 lần, lọc 8 lần nhé. Mỗi lần như vậy là tôi vẽ cái hình vuông. Vẽ hình vuông ở chỗ này là tôi phải có một lệnh là pen down ở đây. Pen down. Vẽ hình vuông xong thì tôi sẽ phải move về phía trước là 8, là move về trước là D, D bước để cho nó lặp lại cái này là 8 lần. Vẽ hình vuông là đi phía trước đây, đi về phía trước là một khoảng bằng D. Đấy. Sau lại vẽ lại quay lại vẽ hình vuông. Thì xong lệnh này nhé, sau chỗ này là nó vẽ được 1, 2, 3 cho đến 8. Sau đó lùi lại để lên trên, nhưng mà tôi phải vào lọc thứ hai nữa. Đây tôi phải vào vòng lọc thứ hai, tạo ra vòng lọc thứ hai để tôi bao phủ lên cái trên. Lọc thứ hai cũng là 8 bước, cũng là 8 nhé. Tôi đưa cái này vào bên trong. Đấy, hơi là nhằng một tí nhé. Thì ở chỗ này là vẽ tái hình vuông ở ngang. Vẽ xong rồi thì tôi sẽ phải lùi trở lại về ban đầu. Tôi dùng lệnh là vẽ lùi, là lùi trở lại về vị trí ban đầu, là lùi lại bao nhiêu, lùi lại là chiều dài của nó là trừ lùi lại là trừ 360. Đấy, 360. Ừ. Vì tôi di phải di chuyển mà. Đây. Di chuyển tới đây. Đây tôi phải cái chiều rộng của cái chiều rộng của cái vuông là 360 mà. Đấy, tôi lùi về là 360. Sau khi lùi về rồi thì tôi sẽ nhảy lên trên. Đấy. Tôi nhảy lên trên, tôi dùng cái lệnh sau đây. Tôi dùng cái lệnh là như thế này, dùng cái lệnh là chuyên y. Chuyên y by d. Nào, cái này dễ nhầm lẫn nhé, chuyên y by d. Xong lại lặp lại cái trên này, lặp lại như vậy là 8 lần. Như vậy là lần lần đầu tiên là ở đây nhé. Sau đó thì một lần, hai lần, vậy là 8 lần. Đúng không? Thì đây chị lệnh vẽ lấy vuông này này, tôi thử cho đúng không nhé, mình tôi làm chạy thử. Đấy. Đấy, đúng rồi đây nhé. Cái này là do muốn cho đẹp hơn tôi phải mở rộng ra nó mới đẹp. Đây, ra sẽ đẹp hẳn ngay nhé. Chính xác chưa? Hoàn toàn. Xem lại các bạn nhé. Đây này. Cái vòng lọc trong này này, cái chỗ này này, cái chỗ này là vẽ, đây là vẽ 8 hình vuông dạng ngang. Bao từ đây nhé, vẽ 8 vuông dạng ngang nhé. Vẽ một hình vuông này, vuông vuông đây sẽ là vẽ vuông vuông, sau đó thì tiến lên phía trước là D, là vẽ hình vuông thứ hai, tiến lên phía trước là D, và tiến đến tận chỗ này thì lùi lại, đây là lấy múc này là lùi trở về ban đầu đây, sau đó là trên D by y, ta chuyển cái y lên lên trên này và vẽ tiếp vòng lọc thứ hai là 8 như ở đây đó, được chưa? Đấy, như vậy ta vẽ lại rất là nhanh luôn. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn vẽ hình vuông thực sự là phải tô màu cái hình này này thì lại khó hơn rất nhiều lần nhé. Tô màu cái này thì là một bài bài toán khác. Cái bài toán khác có lẽ để buổi sau đi. Hôm nay là thầy mà tôi về nhà đi. Mà tôi về nhà các bạn sẽ phải tô màu vào cái này nhé. Đó, thì đây là cái bài vẽ lưới ô vuông. Tôi sẽ ghi ra. Đây là bài 8 nhé. Vẽ lưới ô vuông. Lưới ô vuông. Lưới ô vuông. Đấy. Thế có là vậy chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều các hình thù khác nhau, vẽ được các hình khác nhau. Chúng ta dựa trên những cái đối các bài toán vẽ thì người ta rất hay dùng thủ tục, vì thủ tục nó có cái tính năng là vẽ nhanh, thế mà nhanh mà tôi vừa nói đấy. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, tôi nói mà thêm một lệnh nữa trong cái phần vẽ. Trong cái chức năng vẽ thì các bạn thấy nó có một lệnh rất hay là lệnh gì, là lệnh stem. Thì đây là cái lệnh giúp chúng ta làm
vẽ con vật này ngay trên màn hình đúng một con vật này. Vậy hay của thằng này là ở chỗ đó. Bây giờ tôi vẽ đây, bấm đây là vẽ nhé. Đấy, bạn thấy không nào? Thì đây là cái con vật chúng ta, còn đây là cái hình mà nó vẽ, đây cái hình này tôi không di chuyển, nhưng đây là cái hình vẽ này. Là chúng ta dùng đây lệnh này nó sẽ vẽ cái hình này ở ngay trên màn hình. Thì mình chúng ta áp dụng cái này chúng ta có thể tạo ra được những cái hình rất đẹp, rất là hay như sau nhé. Thì bài tập của tôi là gì? Hình vẽ tiếp theo là chúng ta vẽ một cái hình trang trí trên màn hình, vẽ một cái rừng cây ở trên đó có nhiều con vật khác nhau, các vị trí khác nhau. Đấy, tạo ra một cái hình này, tức là vẽ nhanh một cái hình đẹp, một cái hình trang trí có con vật ở trong rừng, tức là vẽ nhanh một cái hình như vậy. Thì chúng ta dùng chức năng stem để chúng ta vẽ như sau nhé. Vì chúng ta tạo ra một nhân vật mà có nhiều hình những con vật khác nhau và tạo cái ảnh nền, là chúng ta chọn chữ là ảnh nền trong rừng, và chúng ta sẽ dùng lệnh stem để tạo ra vẽ các hình con vật ở trên màn hình. Như vậy là cái bài tập này rất đơn giản thôi nhưng mà rất hay nhé. Chúng ta làm bài này nhé. Đây, đầu tiên chúng ta con mèo ở đây, và chúng ta sẽ không phải là con mèo này mà chúng ta sẽ xóa con mèo đi, và chúng ta sẽ đưa vào đây một số các hình con vật khác nhau. Tôi chọn là 10 con nhé. Con thứ nhất này, tôi chọn một con thứ nhất là hình rất là đẹp một tí nhé, là con bướm này. Con thứ hai con bướm, hình thứ ba đây, con này đây là con bướm nhé. Hình thứ ba là tôi muốn ở đây, nó ở trong rừng, cho nên tôi muốn là có một con chó này, gần này, xong tiếp theo là một con nữa này. Tôi làm cho đủ 10 con cho đẹp nhé. Chó rồi đúng không? Ở đây là có sẽ là con voi. Đấy, con voi nhé. Như vậy là 4 con rồi. Tôi sẽ vẽ con vật này trên màn hình mà ở một vị trí ngẫu nhiên trên màn hình thôi cho nó đẹp. Sau đó là một con hươu cao cổ rồi. Xong lại tiếp theo được 5 con rồi, hươu cổ rồi đúng không, con ngựa đây là 6 rồi đúng không. Để tôi tìm một con nữa trong thành hồng khủng mấy con cho nó đẹp. À, con sư tử. Tôi đang tìm con khỉ này, mới nhìn dùng thấy vấn đề nhiều con khỉ rất đẹp. Con khỉ đây đúng không? Khỉ là con làm con gì rồi? Con khỉ ở đây là 8 rồi. Mình tôi tìm một con nữa nhé. Cho thành 10 con cho đẹp. Ngựa rồi này, khỉ này. À, con sư tử, con sư tử rồi đúng không? Chim. Gà đi. Gà. Là con cuối cùng. Có chưa nhỉ? Con ngựa có chưa nhỉ? Gấu. Con chim mình nhé. Đây này. Quan trọng lắm nhé. Đây là ngựa rồi này. Đấy, như vậy con vật đấy nhá. Thì tôi làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ đây dùng lại stem nhé. Bây giờ tôi chọn cái hình nền rất đẹp. Bây giờ chọn cái hình nền thật đẹp nhé, là hình thành gì? Chọn hình trong trong rừng, có hình trong rừng không? Đây trong rừng này này. Đấy. Được chưa? Rồi làm như sau, bài hình rất đơn giản, tôi chỉ việc là dùng lại stem, tôi vẽ các hình khác nhau dùng 10 con. Tôi chọn tạo vòng lặp 10, và tôi vẽ các vật ở trên màn hình với cái vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Đây tôi làm như sau này. Đây nhé, vật này nhé. Đây, bắt đầu hành trình đây nhé. Đầu tiên tôi đặt chế độ cho xóa tất cả các hình cũ đi này. Đấy, cho nó khỏi bẩn hình này. Và cái hình con vật này tôi muốn cho nó bé lại một chút cho nó đẹp. Tôi dùng cái lệnh là set size. Cho nó nhỏ là set size là gọi như là 60 cho bé lại nhé. Size là 60. Đấy. Hình con vật mẹ tôi ẩn đi. Cái lệnh stem này là ẩn đi nó vẫn vẫn làm được nhé. Cho tôi ẩn đi. Rồi, sau đó như sau, sau đó tôi làm rất đơn giản nhé. Tôi dùng cái lệnh lặp 10 lần.
10 lần chứ không còn, tôi cần phải làm thêm một cái lệnh nữa. Thật mà không cần. Tôi đầu tiên tôi cho gì? Tôi cho cái này. Tôi cho con vật này về vị trí ban đầu đã, là một này, cắt số một này là một này. Tôi có thể sửa lại như sau này. Đầu tiên tôi để là một này, không quan trọng, một nhé. Con này là hai, làm tôi để ngẫu nhiên là cũng thôi. Rồi, tôi để một nhé, đầu tiên là một này. Đấy. Và như vậy với mỗi con tôi làm như sau nhé, với mỗi con tôi làm như sau, tôi tôi cho nó go to đi một vị trí ngẫu nhiên nhé. Sau tôi ra đây, tôi để là không để như này được rồi nhé. Tôi có một lệnh sau này, cái lệnh là tôi go to đến vị trí ngẫu nhiên trên màn hình, có lệnh go to đến random position đấy. Sau tôi dùng lệnh stamp và pen, dùng lệnh stamp để tôi in cái con vật đó ra màn hình nhé. Sau đó tôi sẽ chuyển sang con vật tiếp theo. Next custom là cứ như vậy sẽ in ra được để một hình đơn giản này. Chạy thử nhé, thấy như này. Đấy. Như vậy tôi đã tạo ra một cái hình rất là hay, nó các vật nó ngẫu nhiên thôi nhưng mà nó trên màn hình vẽ lại này, là tôi vẽ lại màn hình khác đây. Như vậy tạo ra một cái hình dùng stem để vẽ cái vật trên màn hình. Thì các bạn là cái lệnh stem này rất hay. Nhưng mà lúc lúc chúng ta là về nguyên lý chúng ta có thể vẽ đi cái hình rất đẹp trên màn hình được. Bây giờ tôi vẽ ngẫu nhiên thôi, còn chúng ta có thể tạo ra, chúng ta có thể sắp xếp các vật vào những vị trí đẹp và chúng ta dùng lệnh stem để chúng ta vẽ lên mà không cần con vật đó. Bài này là không cần vật con vật luôn, chúng ta chỉ vẽ hình thôi cho nó cố định trở lại, cho nó cố định trên màn hình. Đấy, như vậy là muốn làm lệnh khác này, đấy, làm lệnh khác này, làm một cái chức năng khác này, mỗi lần bấm này là ra một cái hình thù khác này. Đấy, rất là hay đúng không nào. Đấy, mình chúng ta ghi cái này là sang cái bài tập nhé. Đây là cái bài số mấy? Đây là bài số 9. Bài số 9 là vẽ hình các con vật trong rừng. Bài này các bạn có thể mở rộng ra được rất nhiều cái bài tập hay từ cái bài này nhé. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chúng ta gần xong hết chương trình rồi đấy. Buổi sau là buổi tôi sẽ ôn tập lại và tôi sẽ mở rộng ra cái phần mà thủ tục này cho thành một cái chương trình hay nữa. Chúng ta sẽ học thêm một chiếc năng nữa của cái mở rộng của cái phần là các chương trình con và thủ tục của trong ở trong trong Scratch nhé. Đó là buổi sau. Buổi sau là buổi cùng rồi nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ. Yeah.